Dạ vâng, đầu tiên thì chúng ta đến với một cái chiếc lắc tay nữ vàng gold 14K với những cái viên đá chủ là aquamarine, berry và cả xi công trắng nữa quý vị ha. Những cái viên đá khá là trong suốt này sẽ tạo nên cho chúng ta một cái lắc tay khá là sáng. Thì thông qua ánh sáng ban ngày thì quý vị có thể thấy là những cái viên đá của chúng ta nè, viên vàng thì rất là rực lửa, viên trắng cũng vậy, viên xanh cũng vậy, viên nào thì lửa ra viên đấy quý vị ha. Và về chi tiết hoa văn ở hai phần ổ thì như quý vị thấy là khá là cầu kỳ, nhưng mà không kém phần là bóng và chi tiết quý vị ha. Chúng ta thợ của chúng ta thì làm không chỉ là phần ngoài mà lẫn cả phần bên trong ổ ạ. Tại vì một cái điều rất là quan trọng mà trong cái nghề bạc cũng thừa biết rằng là một phần nào đó ánh sáng của vàng nó sẽ hỗ trợ cho ánh sáng của đá, và nó làm cho viên đá có lanh hay không một phần cũng là từ vàng hết vậy ha. Để vàng đỡ bám bụi và để vàng nó trợ sáng cho đá thì cần vàng phải được đánh bóng, và đó là cái tiêu chí của một cái món trang sức cao cấp. Nên thành ra là bên phía LNG từ là mặt ngoài hay mặt trong, từ những cái rãnh đều được tút bóng rất là ok. Để được cái công đoạn tút bóng đó thì chúng ta cũng biết rằng là sẽ rất là hao vàng ha. Cái này thì mấy anh em mà kinh doanh kim hoàn là hẳn sẽ biết ạ. Và đây là một cái chiếc lắc tay khá là đẹp cho em gái khách hàng của LNG ạ. Rồi chúng ta đến với món LNG xin chào quý vị. Để đăng ký kênh, chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá, như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy, với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Vâng, đá phong thủy em xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ạ. Sản phẩm đầu tiên thì chúng ta lên là một cái chiếc nhẫn vàng gold 610, tức là 61% là vàng hả vậy ha. Ở đây chúng ta thấy thành phần AU là thành phần vàng nè, 61,15% là vàng. Thì ở đây chiếc nhẫn của chúng ta là đang là ánh sáng của đen, ánh sáng không được tự nhiên hả vậy ha. Còn đây là ánh sáng tự nhiên ở ngoài trời, và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm về chiếc nhẫn của khách hàng của chúng ta. Và như quý vị thấy đây, xét về cái độ bóng và cái phần làm nhám của bên phía trang sức của chúng ta thì quý vị có thể thấy là một cái sự cân đối và một cái sự mịn màng rất là đều hả vậy ha, ở cái phần làm nhám. Và đây là một cái chiếc nhẫn vàng gold với đá chủ là viên tô ba lưng đôn. Về cái dòng tô ba lưng đôn này thì LNG cũng đã giới thiệu rất nhiều về chúng. Chúng có cái màu xanh khá là bắt mắt và chúng có một cái độ cứng khá là ok. Nói về độ cứng của tô ba lưng đôn thì nó đứng đầu trong tất cả những cái dòng đá quý nhóm 2 hả vậy ha. Và với cái độ cứng đó thì viên đá của chúng ta khó mà bị trầy xước ha quý vị. Nó bền theo thời gian và nó sẽ cho chúng ta được cái gọi là an tâm khi mà chúng ta vận dụng phong thủy. Và đây là một cái chiếc nhẫn được LNG quay video. Vì căn bản là nếu như mà em chụp hình á thì quý vị chỉ cảm nhận được những cái góc độ đẹp của một món trang sức mà thôi. Chúng ta trải nghiệm thực tế là chúng ta cần xem một cái viên đá hoặc là một cái chiếc nhẫn dựa trên góc độ là quay trực tiếp và quay mọi khía cạnh như thế này, chứ không phải là như hình ảnh hả vậy ha. Hình ảnh thì đôi khi là người kinh doanh họ có thể là chủ động chụp những cái góc độ đẹp thì chúng ta không cảm nhận được cái món trang sức của chúng ta như thế nào. Và đây là chúng ta có thể trải nghiệm được mọi góc độ, mọi khía cạnh nè quý vị ạ. Đó, lót lòng bên em gì ha. Độ bóng của vàng, độ sáng của vàng và chi tiết của vàng cũng như là đá khá là bắt mắt và khá là ok. Rất là đẹp. Vâng, tiếp theo thì chúng ta đến với một cái mặt dây chuyền. Một cái mặt dây chuyền vàng gold 75% là vàng hả vậy ha. Một cái mặt một cái mặt dây chuyền vàng trắng, LG xin lỗi à. Một cái mặt vàng trắng với 75% là vàng. Và quý vị có thể thấy là cái điểm mà quang phổ người ta chụp nè là cái đầu của mặt dây chuyền, cái móc này hả quý vị ha. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ
trải nghiệm cái viên tinh thể của chúng ta khi lên bàn trắng. Thì như quý vị thấy ở đây chúng ta có một cái hình thể lục lăng từ một cái viên tinh thể, một cái viên citrine, phôi citrine hả vị ha. Và AMG đã mài nó dưới cái dạng hình tinh thể lục lăng giống như là aquamarine. Và như quý vị thấy đây thì một cái mặt dây chuyền nam, một cái mặt dây chuyền nam khá là đẹp hả vị ha. Và chúng ta sẽ trải nghiệm với cái ánh sáng tự nhiên. Thì như quý vị thấy là về cái khía cạnh lục lăng thì quý vị có thể thấy là chúng ta mài khá là đều, khá là cân đối nè, không có méo méo, không có quẹo quẹo hả vị ha, khá là cân đối. Còn chất đá thì khá là trong, nói chung là một cái mặt dây chuyền khá là ok đây. Và L&G cũng có mua kèm cho khách hàng khi khách hàng gửi, đó là một cái dây da bò màu đen để chúng ta có thể lên được một cái mặt dây chuyền nam khá là cá tính. Và điều tuyệt vời hơn hết, cái mặt dây chuyền nam này thì chúng ta dùng là dùng cho phong thủy, với người mệnh thổ và mệnh kim hả vị ha. Và như quý vị thấy thì xuyên suốt mùa dịch vừa rồi, bên phía L&G nói chung là công việc cũng ổn định. Thì về cái mảng phong thủy thì L&G lo được cho mình thì mới lo được cho khách hàng hả vị ha, đó mới chuẩn là phong thủy. Còn nếu như mà phong thủy mà không lo được cho bản thân thì không thể nào lo được cho khách hàng quý vị ạ. Và chúc mừng em trai một cái mặt dây chuyền đá xì chim rất là ok. Hai món này chúng ta đã vừa làm xong hả vị ha. Thì bây giờ chúng ta đến với cái đơn hàng đã hoàn thiện số 3. Cái đơn hàng hoàn thiện số 3 này thì gồm hai món, cùng một đơn nhưng mà hai món hả vị ha. Thì chúng ta có hai giấy, những cái sản phẩm của chúng ta đều là vàng trắng, vàng trắng 14k với 58,74% là vàng, 58,40% là vàng hả vị ha. Tất cả chúng ta đều đạt mốc 14k, thậm chí là dư hả vị ha. Đúng rồi, đạt mốc 14k thậm chí là dư. Thì ở đây chúng ta có những cái món trang sức màu trắng với dòng đá chủ là Toba, rất là giống với lại kim cương hả vị ha. Quý vị có thể là trải nghiệm cùng L&G những cái món trang sức của chúng ta nè. Trắng tinh khôi luôn quý vị ạ. Chiếu long lanh lấp lánh hả vị ha. Cái này chúng ta chỉ dưới ánh đèn thôi, còn dưới ánh nắng và ánh sáng tự nhiên còn đẹp nữa. Đây là chiếc nhẫn nè. L&G sẽ mời quý vị cùng L&G chúng ta trải nghiệm dưới ánh sáng tự nhiên đi. Cái này lát nó quay bông tai sao. Mỗi một bước đi của L&G thì chắc là quý vị cũng có thể trải nghiệm được cái góc độ sáng của cái món trang sức của chúng ta hả vị ha. Cái này làm là hoàn toàn là, như quý vị thấy là chúng ta làm hoàn toàn là tự nhiên. Chúng ta không có chỉnh sửa video cũng như là chỉnh sửa làm cho trang sức đẹp hơn hả vị ha. Mà chúng ta đi bằng góc độ tự nhiên, đi từ trong ra ngoài, để chúng ta có được những cái trải nghiệm về viên đá và về cái món trang sức mà chúng ta có nhu cầu để mà sở hữu. Thì thông qua chắc cũng hơn 700 video thì quý vị có thể thấy là về cái phần bóng mà bên phía L&G từ vàng cho đến bạc hả vị ha, đều khá là mướt. Còn về chi tiết như là bên trong của trang sức thì như quý vị thấy đây, đó là những cái chi tiết nhỏ thôi. Vì quý vị đa số là chúng ta nhìn phía bên ngoài chứ chúng ta không có nhìn bên trong. Thì quý vị có thể trải nghiệm là thấy là phía bên trong của L&G cũng bóng luôn nè. Nó đều cần thời gian và công sức của người thợ, vì chúng ta đang làm là một cái món trang sức cao cấp. Vì L&G thừa biết rằng là nó sẽ là cái đại diện cho quý vị khi mà chúng ta gặp đối tác hay là bạn bè hay là người thân hả vị ha. Nó rất là có ý nghĩa, nên thành ra là dù là bên trong hay bên ngoài gì thì L&G cũng đều là làm cho nó hoàn mỹ cả. Với cái độ bóng phía bên trong lòng nhẫn như thế này nè thì nó sẽ khó bám bụi hả vị ha. Cái gì cũng vậy, bóng thì nó sẽ khó bám bụi hơn là nhám nhám. Vâng, một chiếc nhẫn khá là đẹp ha, chúc mừng chị gái nè. Rồi chúng ta vô chúng ta bóc cái cặp hoa tai kia ra luôn đó. Làm video chi tiết và chuẩn mực như thế.
đây chu cho hai cái hoa tai như hai hạt kim cương hả vậy ha. Đá tô 3, độ cứng là 8. Với cái độ chiếu nhẹ nhẹ của ánh đèn như thế này mà đôi hoa tai chúng ta nó long lánh lấp lánh như thế này thì các chị gái mà đeo vô thì trời ơi, trên hai cái trái tai chúng ta nó có một cái điểm sáng nè, chiếc chiếu nè, nó rất là ấn tượng và nó tạo sức hút rất là mạnh liệt hả vậy ha. Một cái điểm nhấn khá là ok luôn. Rồi chúc mừng chị gái luôn, cặp hoa tai đẹp quá trời đẹp luôn. Đó, một nền trắng xóa với ánh sáng tự nhiên. Cô em đang ngoài nha quý vị. Đó. Và cuối cùng thì chúng ta đến với một cái chiếc nhẫn nữ vàng trắng 14K ha quý vị ha. Thành phần vàng là 58,59% là vàng Âu nè quý vị. Đây chiếc nhẫn của chúng ta đây. Đá chủ là một viên peridot khá là xinh luôn. Và bây giờ thì chúng ta nhìn nè, đó. Tối đúng không quý vị? Đây mới đích thật là cái viên đá và cái hiệu suất ánh sáng của chúng ta đây. Căn bản là do trên sân thượng của LNC có một số cái nơi lỗi sáng. Lỗi sáng tức là sao ạ? Tức là y như là quý vị chụp hình mà bị ngược ánh sáng vậy đó, thì cái người mà trong hình đó sẽ bị đen thui hả vậy ha. Thì ở đây ánh sáng sẽ đâm ngang ở dưới này nè, đâm dưới này đâm ngược lên nên nó làm cho viên đá của chúng ta tối. Và đó cũng là lý do mà hả LG là thích là quý vị xem những cái viên đá của chúng ta với ánh sáng tự nhiên hơn. Vâng, đây là một cái viên đá peridot xuất thân từ vùng đất Gia Lai. Những cái viên đá này được khai thác từ Gia Lai của Việt Nam chúng ta. Thì như quý vị thấy là một viên peridot dắt xoàn rửa rực và tung tóe luôn, rất là đẹp. Chiếc nhẫn này của chị khách nào thì em quên mất tiêu rồi. Nhưng mà phải nói là chiếc nhẫn khá là đẹp quý vị ạ. Trời ơi, em đeo thử hả vậy ha. Tay trai nhỏ quá, tay trai bự quá. Wow. Với những cái món trang sức và đá tự nhiên như thế này thì khi mà chúng ta đi gặp người khác chúng ta cũng tự tin hơn hả vậy ha. Bởi vì ở cái thời điểm hiện tại thì người chơi đá cũng khá là nhiều. Và khi mà người chơi đá đã nhiều rồi thì họ sử dụng những cái viên đá thiên nhiên và tự nhiên. Họ nhìn hoài họ sẽ có được một cái cảm giác. Và viên đá giả chỉ cần họ nhìn vô là họ biết là hỷ tinh màu hả vậy ha. Thì đôi khi là sẽ khiến cho chúng ta kém sang. Còn một viên đá thiên nhiên như thế này thì ôi trời ơi, trên cả tuyệt vời. Vâng, thì đá phong thủy em đi xin chào quý vị. Để tìm hiểu về những cái viên đá như thế này hoàn toàn là tự nhiên, hoàn toàn là thiên nhiên, những viên đá thật, thì chúng ta có thể là tham khảo ở video phía sau hả vậy ha. LNG sẽ đưa lên cái lô đá mà chúng ta sắp sửa cho đi mài ạ.